Nay mình quay cho các bạn thấy một cái vựa mai Tết ở Thủ Đức. Đây toàn là những cái mai mà có tuổi trên hàng chục năm, dạng mai bonsai cổ thụ quý quý. Mỗi chậu này có giá trị là khoảng trên 100 triệu. Cái chậu thì được làm từ sành sứ thủ công. Thôi giờ ra bán thế nào chưa anh? Bán thế nào chưa? Chưa có ai đặt hết hả? Lo gì đâu lo à? Không có mà bán thôi đúng không? Mấy chục năm mới được gốc đúng không? Về mới bàn tính đúng không? À, ghê quá, dữ dằn. Góc này độc quá, dễ kinh thật. Cả cái vựa mai này khoảng 30 tỷ có. Góc này to ghê, nó rẻ không đẹp bằng mấy cái cậu kia.